Chào các bạn. Trong các cuộc triển lãm hay là những cuộc trưng bày bonsai cây cảnh lần trước đây ấy, thì chúng ta thường thấy nhiều cây bonsai ở tầm trung, tầm đại. Đặc biệt có những cây bonsai rất là lớn. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều dân chơi thích những cây bonsai nhỏ. Và trong video này tôi muốn giới thiệu với các bạn những cây bonsai tiểu nhìn rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất đẹp, rất cuốn hút. Và bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Bộ bonsai mini của anh Nguyễn Mạnh Hùng, người Tam Hiệp. Những tác phẩm bonsai mini của các thành viên trong hiệp hội bonsai ngô sai. Cây kim quýt dáng huyền rất ấn tượng. Cây như thế này mà để bàn trà, ngồi thưởng thức những ly trà nóng rồi đàm thoại thì rất tuyệt. Chủ nhân của tác phẩm dưới này là của Vũ Viết Tuần, người Ngô Sai. Thank you.
Các bạn ạ, triển lãm lần này diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp. Các nhà chức trách đã khuyến cáo mọi người không nên đến những nơi tụ tập đông người, trừ những trường hợp hết sức cần thiết. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn thấy là rất đông người tới xem. Điều này để chứng tỏ là cái tình yêu dành cho bonsai của các du khách rất là lớn. Và đến đây thì kênh Bonsai và Cuộc Sống xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mình cũng rất mong các bạn tiếp tục xem video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.